phiên chợ buổi sáng. Này mình cũng mua vài món các bạn, mình làm cũng không gì rộng rãi nha các bạn. Này là cũng làm cái tiệc ăn mừng đạt cái đạt cột mốc lần đầu tiên kênh YouTube nha các bạn. Làm cũng món hai món rồi giao lưu với mấy kênh ở thành phố đầu về các bạn, với sẵn mình ăn lễ rồi luôn. Các bạn chúng bắt ông. Nào bắt. Đây nhớ mình đi qua kia bắt ông ba lọ. Rồi đủ rồi. Đây, không cà rốt gì. Con tính tiền đi. Tôi tiền đi vô cũng sang. Tiền qua lấy mừng bóp. Nữa. Ai đưa bà con đi đứng. Đưa bà nào. À chị ơi, con tính tiền này chị ơi. Ở dưới này nữa, cái bún mà hả Tân? Ờ, 19 ngàn hả? 19 ngàn hả? À? Em mua nghe nè đó. Rồi, có thể nhiêu tiền? 27 với 25 là 52. Có bún với chị không? 52. 52 ngàn nữa không? Chị ơi, nửa cái bánh canh. Bánh canh con này đắng lấy thì ba mấy. Ủa thái bông cải đâu con? Nè ăn đưa tiền về về thôi nè. Về thôi là 50 á. Dạ. Quá vậy em mấy em. Dạ đi lại chỗ mua gà các bạn. Hả? Có con hai con gà. Này, gà này nay nhiêu ký vậy? 500 mấy. Sao làm? Sao làm trong máy đều giá hả? Máy mắc hơn. Hả? Máy mắc hơn con. Lấy trống đi. Rồi rồi, để từ từ đi, tính cân gà này. Còn gà tre này nhiêu ký? 59 ngàn. Nó bắt gà tre ai biết không? Không, tại hỏi thôi, đừng biết giá quay có lệ ra chứ. Đây. Mà hai con chắc đủ ha. Dư nữa. Thì mua hai con. Rồi cũng mua. Bắt con đó. Đây, con này khoảng mấy ký? Đó vậy? Con muốn ăn không vậy? Con nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ thôi, vừa thôi. Nó tung quá bay ra không? Ba ký ba. Ba ký ba nhiêu tiền? Hai con ba ký ba hả? Vậy cũng trả nhân con mày. 215 ngàn. Cũng đi chợ vậy các bạn. Làm cũng có nấm rơm, cục ghe trắng với cà với hai con gà các bạn. Gà thì chắc chiên nước mắm các bạn. Món gà chiên nước mắm. Còn cái củ trà cải trắng với nấm rơm này mình nấu giống như mình nấu lẩu rắn các bạn. Còn gà chua thì mình để lót ở dưới dĩa mà ăn chung với gà chiên nước mắm các bạn. Rồi giờ cũng chuẩn bị tiến hành làm các bạn. Nay là thực tế cũng có làm một kênh cho Ba Phi làm cái tiệc ăn mừng đã đạt cột mốc được 1.000 ca sub các bạn. 1.000 sub chứ. Dạ, với có giao lưu mấy kênh như bên YouTube ở thành phố với người nhà quê với kênh Vinh Bảy Rắn là các người nha các bạn. Mình sẵn ăn tiệc lễ luôn, làm cũng đơn giản chứ không có gì nha các bạn.
Alo, đây kênh người nhà quê nữa các bạn. Hồi nay cũng là có mấy nhóm là giờ chuẩn bị tới sớm quá các bạn ơi. Hang Nguyễn với Kinh Vinh bị rắn rồi, có đủ không các bạn? Rồi, em chào anh ba nha. Rồi, cảm ơn. Bắt tay bắt cái này. Cũng ăn mình một cái cà súp cũng cũng gần tới đích rồi, mình cũng làm tiệc nhỏ nhỏ đơn giản các bạn. Cũng có món rắn, hầm củ gạch rắn với này là bắp chuối chiên các bạn, bắp chuối chiên bột. Còn rắn này là những rắn, món rắn này là của anh Vinh Bảy Rắn, ảnh đem qua tài trợ cho kênh Ba Phi nha các bạn. Nếu mà các bạn có muốn ăn rắn gì cứ liên hệ với Ba Phi hoặc anh Vinh Bảy Rắn á, là alo là có. Không có, nếu vậy không được. Rắn với Ba Phi đi, Ba Phi sẽ liên hệ. Rắn hổ mang ngâm rượu đều có luôn nha các bạn. Liên hệ Ba Phi mới bắt. Rắn này hồi sáng là Vinh cũng đem ra qua là hai con hổ ngựa nè, là món rút xương, còn con hổ hành với con hổ mây là nấu củ cải trắng nha các bạn. À con này hổ mây hả? Với hôm nay là cũng lần đầu tiên Ba Phi review cái món bia này. Bia này trong đây là có anh em mà uống chưa, anh có thử chưa? Bia này là lần đầu tiên Ba Phi cũng mới biết nha các bạn. Thử review cái bia kêu bằng hiệu Black hả? Cái gì đang biết nó Black bia. Thôi mình cộng lấy đi. Dốc. Rồi mày anh em cộng lại dòng cái đi. Nó bản quyền á cha, nó quyền nó sợ bản quyền đó. Rồi mời bác ngồi nhà quê. Vô. Rồi vô cái nghe. 1 2 3 vô. Mời cả nhà nha, mời cả nhà nha. Rồi Ba Phi cũng mời Ba Phi. Ba Phi cũng chân thành là cảm ơn tất cả anh em YouTube với những người anh em là đồng nghiệp đã có mặt tại nhà Ba Phi trong buổi tiệc hôm nay. Trước mắt là anh Quyền ha. Rồi sau đó là Tiên Nguyễn với anh Thắng và Vinh Bảy Rắn và anh Nghĩa Nguyễn. Rồi kinh người nhà quê. Là cảm ơn đã chân thành cảm ơn. Cảm ơn Ba Phi đã qua tham gia. Giao lưu. Ủa rồi thử cái review đó. Cái bia này anh cảm thấy sao Thắng? Không có nói em thôi thiệt. Mặn hả? Nặng. Dạ vậy đó chị. Nặng nó nặng đô hả? Đô. Nhưng mà nó ngon không? Dạ. Dạ chị muốn dùng vòng vòng là chị ơi. Chứ bia này em cũng không biết, em nghe bạn nói em mua thử về em. Em sao bia được không? Dặn lưới mà giống gân á thì bên em không sản xuất gì ơi. 5 ml lận á, ngồi chứ ngon nha. Còn cái món gà đợi chút xíu Vinh. Còn gà chiên nước mắm ở dưới nữa. Dùng lên đi. Dùng lại đi. Thử món này thử rồi. Dạ chị quá là chị ơi. Món này rồi các bạn, hôm nay là có kinh Ngân Thảo Sơn Bắc là anh Nguyễn các bạn, thì ảnh cũng làm YouTube mà ảnh cũng bên Bảy Rắn mà ảnh cũng chuyên sản xuất bên ngành mai giống các bạn. Thì nhà mình cổ nhà làm ra, cho dù nó không có được đẹp như ở ngoài nhưng mà đồ bền với lại nên mình làm để cái kỷ niệm thôi. Cơ sở anh ở đâu anh cho địa chỉ luôn. Mình ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh á, mình chuyên sản xuất giống và các loại dụng bàn che mưa nắng. Đó. Thì ở đây hôm nay xuống đây không có gì làm quà. Ở nhà mình làm ra thôi, mình tặng cho anh em. Mỗi người cái giống nằm kỷ niệm với lại giải đồng cây cắt giống hồng dưa á, mình may thành cái túi lưới đừng gắn á, thì anh em nào có biết gắn á mình đặt lưới. Dạ giống luôn. Đó là trước tiên là ở nhà Ba Phi thì nhà Ba Phi ra thành lấy mấy cái đi, còn nhiêu luôn không anh em. Cứ phát cho anh em hết đi. Cái này là mấy cái này là giống ngắn nè. Cứ anh cứ phát cho những anh em YouTuber đi. Nói chung là Ba Phi cũng chân thành cảm ơn anh Quyền kinh Ngân Thảo Sơn Bắc rất đáng nhiều nha. Nếu mà các bạn trong kinh của Ba Phi chưa giao lưu với những anh em nào chúng mình kinh này là Ngân Thảo Sơn Bắc, những anh em là kinh Nghĩa Nguyễn là chưa giao lưu cứ ghé giao lưu đi các bạn.
thôi bây giờ vậy nè, rồi mình quay vậy là ghi là cái kỷ niệm thôi chứ không phải mục đích gì, nhưng mà ở đây thì anh em là vừa ý cái nào lấy đó đi, vừa ý nào lấy đó đi, thôi bây giờ lấy anh em vừa ý nào lấy đó. Nhất tiên là bên Vinh đó là nhiều rắn bự, tôi tặng cho cái vỏ lớn chứ nè, còn anh rồi đúng rồi Vinh cái vỏ này rồi bao rắn hổ luôn, cái này là tùng thôi. Em cảm ơn anh nha, cái này để em bỏ xuống là em bắt còn 6 kg mấy em bỏ vô đây chứ giờ hết luôn may mà. Không em để nó uống chung ly với em thì không sao đâu, sao chung à, sao tại tại em không yếu đâu. Đó anh những ai xài gì lấy đó đi, còn bây giờ giỏng đó là phía dưới là giỏng nè, thì tặng cho mỗi người cái nằm cho vui, trước tiên là tặng cho chú Ba đi. Chú mấy quên rồi kia, chú Ba chú chín con ơi, cái này con biếu chú này nằm nghỉ lên cho mát mát rồi mát rồi mát rồi dạ, cái đó lưới ông lưới mát, còn đây là nó giống chuồng nhưng cái tối chú nằm mà chú quá sợ, mỗi ngày chú nằm giống chuồng này đi. Để em lấy tấm bạc tấm tải kìa. Không đem ra ngoài đi đâu. Đâu bẹo lửa luôn. Cái này là nằm giống dù nằm đấy. Rồi. Rồi đây bây giờ là anh em mình cứ ai vừa ý gì lấy đó đi, đem đây là anh phải tự anh phải tự nguyện. Nói chung là em nói với anh Thảo này, nói chung là anh đưa cho ai là người nào xài cái nấy chứ chứ mà sao mà lựa được. Chứ còn cái mà cái bọc rắn này nè anh cất ra đi, tại vì ở đây không có dân bị đất nữa, để ngồi ra cái giỏng ra cái bãi rắn to cái giỏng cho người ta không giỏng được không số luôn để chung hồi ra cái giỏng ra cái túi rắn ai làm gì đâu phải dân bị đất đâu. Bây giờ tặng cho mấy người phụ nữ trước đi, là mấy cái giống màu đi, phụ nữ là sắc màu đúng không, thì mình tặng màu cho phụ nữ đi, còn mình đàn ông mình xài màu tối cũng được. Đàn ông mới dơ nó mẹ gì đi. Đây cho hai người phụ nữ màu tím thích không, đây màu xanh hay màu đỏ đây em chọn cái nữa đi, nó là lưới còn cái này nó nhẹ nhẹ bỏ vô. Đây anh em mình nhà về nè, nằm rồi kỷ niệm nha, văn khúc dừa đó, mặc xí. Còn cái nào cái hai màu đen này sợ tối quá nè. Đâu em có chưa? Đây em cái. Làm mà thiếu chết luôn hả? Sao không thiếu đâu? Sao không thiếu đâu? Ngon không biết nhiều người hết. Xin em. Rồi em cảm ơn anh luôn. Thì, con cái này làm lưới hay làm dù? Để anh nghĩ anh thích cái loại nào thì anh lấy đi để ưu tiên cho anh. Cái nào cũng được. Không có anh thích đồng lưới. Trời ơi, hai cái này đổi cái nào cái đen nè. Cái đen thì hai đen này là ai sẽ bỏ nó lấy cái đen đi. Bạn ba chưa? À, không thì chủ nhà cứ từ từ đi nè. Chủ chủ kênh nữa rồi. Chủ kênh bình thường. Không gì á. Chủ kênh có luôn. Ai. Bỏ tặng cho chủ kênh ba vi về cường sẽ quên. Rồi, cũng cảm ơn anh Thảo rất nhiều. Một cái này là hai. Dạ để vậy, nhưng mà cũng lưới nha, lưới thoáng đó. Cái bài nó vậy. Con này dạy dù. Cái này không biết nói gì hơn thôi, không nói gì luôn. Rồi, vậy là giờ còn lại chuối được gắn không à? Rồi, trong đây mình còn ai biết gắn không? Đâu có ai xài gắn. Mấy cái này đem Vinh Vinh xài không chứ ai xài. Rồi. Đúng ra là mình viền biên á mà không rảnh không kịp viền á. Em mà bữa em thấy anh giao lưu em cho cái túi gắn rồi. Rồi viền biên nè. Rồi. Cái túi này đựng con có chừng 6 kg mấy. Nè bây giờ còn quá trời vỏ nè, Vinh là bển, có anh em nào mà bên nghề rắn mà mình quen á, gọi Vinh cho về bển tặng cho anh em. Đâu à, còn ai xài rắn không? Dạ không, em không có quen rắn. Em không có rắn mà em cái nếu bây giờ anh đưa như vậy là em phải làm cái lý này không được nhưng cái đó được lấy nào được cứ lấy. Đây là đem xuống đây là tặng cho anh em cho nên không đây là anh Thảo anh phát quà các bạn. Cái đó bỏ gì anh đây có anh đi vô giao lưu mà anh có phát quà nữa. Nè. Còn giống nè. Ai thích màu này đổi màu này. Anh hai của anh. Anh hai đó, đưa anh hai vô. Đem đây mình xài mà trời. Được rồi. Cứ đưa ba phải là rồi à. Rồi còn túi rắn không á?
Ủa đây nè, cái này nó... rồi rồi cái đó cũng của em luôn á. Ừ, rồi giờ còn lại túi túi rắn một tí đó, nhờ Vinh cứ để đây rồi. Nói chung là em cũng thay mặt tất cả các anh em cảm ơn anh rất nhiều, chân thành một lời xin cảm ơn anh về rất là nhiều. Cái này của mình làm ra. Rồi giỏng này thì nếu mà các bạn kênh Ba Phi coi, nếu mà muốn mua giỏng đặt giỏng cứ liên hệ với anh Quyền nha các bạn. Ủng hộ ảnh cho ảnh cái cơ sở của ảnh là ngày càng phát giỏng thôi, nhưng mà mình đam mê bên ngành săn bắt. Nói chung là cũng kiếm thêm nữa, về làm YouTube nữa, thành ra là nhiều điều kết hợp. Cứ gọi cho nó đi, nếu mà cho phải làm lý. Nếu hay lâu mà thầy người đứng dưới thôi các bạn ơi, mấy nhắc hoài giờ bữa tiệc nào cũng tàn các bạn. Bây giờ đây là cũng mấy kinh là cũng quên đó rồi, bây giờ mới chưa về mà hả, người gửi như vậy hả, vậy ba phi bì này trường cứ tiếp. Nghiêm lắm là mày thôi đường xá thay đổi rồi đi. Uống cái này với rồi đó, ok anh với chú rồi mình sẽ thêm về nha. Dạ. Anh em rồi mình... nói chung là mãi mãi nha. Cái bài tình bạn mình hát á Ba Phi cũng chân tình thành cảm ơn tất cả các anh em hôm buổi giao lưu hôm nay rất nhiều. Chúc mỗi kênh YouTuber ngày càng phát triển, ngày càng phát triển và thành công trong tương lai sau này. Anh em cứ hỗ trợ nhau để lấy tiền YouTube. Rồi, ok. Túi mình đúng rồi. Tiền ai đâu đúng không? Đây hôm nay á mình giao lưu về trong kênh thì mình nói những điều chân thành thôi, nhưng mà có nhiều điều á mình nói nó quá lố hay gì đó, hay là mình vui vẻ quá thì xin thay mặt á là để mong cả nhà là thông cảm đồng cảm cho anh em, tại vì anh em gặp nhau á là cởi mở tâm tư. Rất là vui vẻ cho nên là quên hết. Có thể là dùng những từ hay là câu nói gì đó nó không đúng thì mong cả nhà thông cảm nhiều nha. Cảm ơn cả nhà. Rồi, cảm ơn anh cũng thay mặt tất cả các anh em, cảm ơn anh Thảo rất là nhiều. Kinh Ngân Thảo Sàng Bắc Thành Quyền. Rồi sau này anh em chúng ta là để bàn tay lên đây coi. Để bàn tay phải nè. Để bàn tay phải nè. Chúng cho anh em. Giờ mình hy vọng là chúng ta luôn luôn mà đoàn kết nha. Nhắm luôn rồi. Ok. Nào phản cái ô ngựa cái thấy mẹ. Cái người là bị rắn ở đây, không có bị rắn à. Hổ ngựa cái không chết gì. Hổ ngựa mà. Rồi. Rồi. Chào hết tất cả anh em nha. Ôi ông Nghĩa ông kẻ ghê luôn. Có mấy tuổi nhìn như hai mấy. Có xui luôn mới ghê vậy chứ. Có xui luôn rồi. Chưa con mới học đại học mà xui gì không nổi. Có xui rồi, đám cưới rồi mà, có xui rồi. Trẻ không? Trẻ tin ghê luôn. Đúng đó, 36, 37 không à. Có xui. Thôi bây giờ kết thúc clip đi rồi anh em nói chuyện riêng. Tôi quá hạnh phúc rồi. Không thể dùng cái lời nào mà diễn tả được hết á. Điều này rất là quý báu và trân trọng. Thì mong sao là anh em chúng ta luôn luôn trường tồn như vậy thôi. Mỗi ngày kinh của mình càng phát triển. Để nó luôn luôn mãi mãi vậy á, để đến đời con luôn. Đời con này cháu luôn ha. Đời cháu thì quá mừng, nhưng mà được đời con là mừng rồi. Video là nó vẫn nằm nó trường tồn thế đó. Rồi là ok. Không bao giờ thay đổi, mình có chết đi nữa thì không bao giờ mất. Video mình vẫn nằm đó. Đó là vẫn là cái kỷ niệm. Rồi, hẹn tất cả các bạn video tiếp theo nha.